Thưa quý vị và các bạn, cách đây 75 năm, cùng với cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đánh dấu sự ra đời của bộ máy giúp việc cho các cơ quan hành chính nhà nước. Ở tỉnh Hưng Yên, qua 23 năm từ ngày tái lập tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu phát triển và trưởng thành. Trong những năm qua, Văn phòng đã tham mưu đắc lực Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, làm tốt vai trò là đầu mối tổ chức phối hợp trong việc chuẩn bị các nội dung chương trình đề án trình Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh và tỉnh ủy, tổ chức thông báo truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh, đồng thời theo dõi đôn đốc việc thực hiện, làm tốt công tác tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch về hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, phối hợp các sở ngành có liên quan tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài vào tỉnh tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh, cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh cải cách hành chính. Sau 23 năm kể từ ngày tái lập, nền kinh tế của tỉnh Hưng Yên nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đội ngũ cán bộ văn phòng không ngừng được đổi mới, được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ, có năng lực, kể cả về sâu về chuyên môn và giỏi về lý luận và đạo đức, tác phong làm việc không ngừng đổi mới. Các đồng chí đã duy trì các chương trình làm việc cho lãnh đạo tỉnh rất là tốt, thực hiện tốt cái công tác tham mưu, công tác chế độ báo cáo, rồi quản lý hồ sơ, rồi cập nhật, rồi chủ động tham mưu cho Ủy ban tỉnh tháo gỡ những vấn đề mà nảy sinh, kể cả những vấn đề bất cập mà những công việc đột xuất để giúp cho Ủy ban tỉnh chủ động giải quyết công việc một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, việc quản lý tài chính, phương tiện vật tư, tài sản, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức thực hiện đúng, đủ chế độ, đảm bảo theo quy chế của cơ quan và quy định của pháp luật, thực hiện tốt phương châm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng xăng dầu, điện nước, văn phòng phẩm, hội nghị, công tác phí.